cái con. Quay quay cho máy nó về nó khỏi, chờ tao chuyển lâu lắm. Cái đó là nó là cái đường kinh ra, nó đi từ đây nè, nó đi từ đây nó lên, nó qua cái bụng, qua cái bụng, qua ba cái điểm như này. Thì ba cái điểm này thì độc tác như vậy. Nếu mà ở nhà mình chiếu cái dây giống như cái thanh cửa gì đó, đứng nhẹ, đóng 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 đứng nhẹ, ngoài thanh còn hai thì đứng kéo như này đó. Đứng dậy là thở năm năm hơi thở để mò ngửa đầu ra cong ra cho nó căng hết cái đường cứng từ như căng thành gì bọn đó căng cong xuống tưởng ra nhiều phần nhiều phần cóc mà tức là cái bụng cho nó ịn xuống đất vậy đó. Đứng dậy thở đều năm hơi xong đứng thẳng lên để thở năm hơi và xong đứng có một tiền nước cứ mũi chân đây, cái này là vừa thông trong bắp mạch này, nó thở ra nó sang nước này, nó được lần, nó bài thứ nhất, nó được lần thôi nha, tập như vừa ba bốn lần như tiền này, thường thường là nếu mà nó tốt mà phải tập 5 lần, kiểu đó 5 lần, cái này 5 lần, tức là tưởng là 5 lần, đứng thẳng lên 5 lần, cú kéo lên 5 lần, thở đều, thở đều, còn lại hai là đứng hai cái chân, này. Cái mặt như vậy. Nó cái đầu để như cái đứng nhà cái cạnh nhún nhún xuống cái nhún cạnh nào càng xuống thấp càng tốt, cái nhún mỗi ngày nhấp xuống dần nó cái dạng nhún đó nó là thở đều cạnh nhún cạnh nhún kia đó. Đó. Đó thường thường 20 cái là nó xuống sắc đó vậy con có tập con có chơi yoga không biết đó 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 xong sát rồi cái hai tay bọc xuống nhìn à đó nè cái đầu một bọc cho nó giảm cho này nè nó thông chỗ đó nè, ngót chỗ đó, rồi đè cái đầu vô chỗ cái háng rồi xong nó giãn chỗ cái xương này nè, nè cái đè từ từ, cúi nè, ngon, nè co cái gối xuống, cái đứng lên đẩy vô cái, đó, cái này là cái giữ cái đẩy vô nhẹ nó còn phải cái này nó cài vô dưới thượng đạo quá. Thì mình để mình lấy tay rồi nó ngoài cũng được. Vậy được không? Được. Rồi sao? Cúi cái đầu xuống, kéo cái gối thẳng rồi cúi cái đầu vô, kéo. Đó khi nó nhịn nó mềm cái đầu chui xuống giữa là nó thông được cái kinh mạch cái kinh nó kinh mạch à. Rồi đó là động tác thứ hai, động tác thứ ba là gì, động tác thứ ba là tim tim ép nghiêng vào trong một nè, thứ nhất là bàn tay số một và thứ hai là cổ tay và cái chứ bằng kinh cái niêm bên trong nha và cái thứ tư là cuốc nè cuốc đó và cuốc hai cái cổ càng ngày thấp xuống dần ba bốn năm nữa có chục cái xong đứng lên để hai tay vậy đứng cái hai chỗ này nó run nó mỏi mỏi rồi hai cái đầu này đứng nhún này thấy không nhún vậy đó đúng mà nằm nó chừng không cho gót chạm thấy không nó rung rung là cái đập nó xả xuống đó đúng rồi cảm giác lên đó nó xả xuống đó nó cho nó xuống cái tập này càng nhiều càng tốt thôi nó là cái bài tập này xong bài này là bài 27 rất là bài kiên trì cái đó đó đứng dậy hai chân đứng dậy hai tay để vậy nè hướng rồi đó giọng là một cho nó xuống đầu và ngửa các bàn tay thẳng như trong ngửa đây không nó sâu nhau cái tay thẳng ngửa người hơi ngửa lại cái
cái tức là cái ngực thì hơi bong ra, ha. Cái lưng nó ướng ướng lên cái đầu ngựa, đầu ngựa năm cạn hai, ba, bốn, năm, rồi để tay vô ngực, quanh hai tay ở đây này, ngửa đầu lên, đầu một, ba, bốn, năm, đó là cái thứ hai xong, chỉ thứ hai bên, chỉ thẳng như vậy, ngước, cái này không có động, chỉ ngước lòng tay vô là căng. Rồi kéo hai cái vai sau ướng nó dọc cũng năm cái à, bốn năm năm cái kéo lên trên như vậy cũng ngửa rồi cũng ướng lưng ra xong dọc một ba bốn năm sáng nào cũng tạo cái này đè hai cái chỏ xuống ướng người ra một ba bốn năm xong cái tay này chéo qua đây cái tay này giữ cái cùi chỏ dòng ngon và cho nó hơi lọc trong cuộc sống nó xịn nó thay vào năm sau cái này cũng đưa qua dựng cái trò kéo nghiêng cái đầu qua dòng một bốn năm xong thuộc hai chỗ ra sau vậy nè một bốn hai ba bốn năm xong hai tay dí xuống vậy nè chỉ thật đẩy thật cái xuống nhận của người ra một năm xong đẩy lại trước đẩy ra chân một ngửa hai ba bốn năm ngửa ra một hai ba bốn năm phanh ra là gì một hai ba bốn năm bây giờ mới xả đập nữa kéo xuống xoay thì nó vô thì đứng thẳng dọc một ba bốn năm ịnh cái đầu như này đây là đè cái đầu đẩy lên dọc một tay trái dưới ba bốn năm tay trái đẩy ra một ba bốn năm ngửa ra một hai ba bốn năm đẩy ra một rồi làm giống như vậy, ướng ra, đứng thẳng vậy, ướng. Là năm hết bài rồi, gặp lại vậy, đúng vậy. Xỉa căng căng ngày càng ra sao còn tốt, xỉa mà mỗi lần xỉa là cái cho cái này nó giãn căng cái này nó xả độc rồi xuống gót, xỉa xuống đó, xỉa cái độc xuống đó, xỉa. Lúc mà cái hội đọc nó cứ theo cái nhiều chuyện nó xì xuống chỉ xì sao còn mới bài số một co lên thương thật thạc liền hai ba bốn năm rồi xe ta này hôm nay đóng tay này hướng tới đứng này xong giọng cũng được tổng số cái bài này tập cho còn nửa tiếng mỗi ngày nửa tiếng trong một tuần coi như sao nếu tập xong người thấy dễ chịu rồi cái dần cái đó nếu mà tập lâu ngày nó không có già nó cái số đó vậy nó tăng cái mạng lưới này nó thu lại rồi thành công nó hết từ từ á chứ là nó vậy nó phải nó ra cái này càng nhiều bây giờ nó thu lại nó không ra nhiều nữa. Rồi thôi tập qua hết này còn nó không hết tập qua đây học thêm bài hai và nó xả độc tố trong tế bào nó ngoài. Ủa bà biết thằng giấy gì? Bà thằng giấy không? Thằng giấy hả? Đó. Thằng giấy chậm dễ hơn là hôm bữa lỡ lấy thằng cho thằng giờ sao hôm bữa là nó đã ra một lần chắc chưa cơ thể còn bệnh xong cái nó không ra nữa giờ xả đập bài này mới xả ra cho nó ra hôm bữa là ngủ một giấc á sáng ra nó chạy chạy chìm nhẹp luôn á thì tập cái này sáng mai nó ra hết
rồi nó bắt đầu nó không có ra cái mụn, đúng rồi, nó không có ra thêm nữa cái gì, nó không ra nữa, nó có, tức là nước càng nhẹ cái tứa lại vậy.